Hôm nay của gia đình thì sáng hôm nay là Trăng với anh Nho sẽ đến xuồng côn trước. Cha, em ba, hôm nay có em Út đi nữa, còn ghé chợ mình mua đồ để đem theo nấu ăn đó cả nhà. Với lại cha thì ở dưới chống xuồng côn lên cũng xa, nên là hai vợ chồng lên trước rồi chống xuồng côn ra trước. Hồi sẽ gặp cha ở ngoài đồng, tuốt giữa đồng á. Hôm nay thứ bảy, Lan Vy nghỉ học nên là có tiên đi nữa. Còn cậu Tư thì có thể là cậu nghỉ luôn rồi cả nhà. Tại vì hiện tại bây giờ là cậu đi vô mấy cái vườn để căng trái cây để bán lại cho dựa cả nhà. Bây giờ thì cậu không có còn kinh doanh cà na nữa, không có còn làm vườn cà na nữa. Mình chở cái giỏ sách nấu ăn theo cả nhà, để mình đi tới đâu có chỗ nào mát mát lý tưởng thì mình ghé mình làm luôn. Một con cá chuối đầu tiên cả nhà. Cái gô đồng. Già luôn. Ồ, nó bự lên rồi. Chúa, cái đó ăn cái cục phi bự mới vừa. Thấy chỗ đó nó lên bọt không rồi, nó không có, nó không có chuối xuống xịn nữa.
này trời mưa nhiều á cả nhà, nên là vườn nào bà con cũng bơm nước ra bớt. Cặp xuồng vô bến là ai làm gì làm, cha lo trước cái nồi cơm. Cái xù rồi cái này. Dạ, nước cũng soi rồi, anh cho cái lục phi vô luôn. Này nấu canh trái su, nấu cá rô phi với cá rô đồng. Nãy giờ mình để con được con gì đó là mình nấu con đó cả nhà. Giả lợp thì được cá chê với con cá lóc. Hồi nay cá đó mình đem về nhà. Lóc chỗ không hồi. Nãy giờ em xé nêm luôn. Đâu ngọt. Em sẽ cho các bạn trái xù vô luôn. Cái rô phi nó cũng nhanh chín lắm cả nhà. Nó sôi lên là thấy thịt nó nứt hết rồi. Phía bên đây anh Nho đang giá cái lợp lại cả nhà. Hồi nãy cái lợp dính con cá mở lủng một lỗ chà bá. Nay em ba lập công. Ba thích nhất bắt chuột, thích như đẩy côn hay ba? Sẵn là giảm cân nữa ha. Để con học xuống lụng nó cái chảy mất tiêu rồi. Giảm cân, giảm cân. Mùa này thì không có chạy được em ơi. Mùa cắt lúa mình bắt chuột mình mới chạy được. Phía dưới đây cha bắt cá bỏ vô túi lưới để mình gọng hồi đem về. Cá chê với cá lóc này cả nhà. Có hai cái lợp à mà dính nhiều nè, bằng một mấy tiếng đồng hồ mấy anh em đi đẩy côn luôn. Cá lóc cũng ngon nè, đẩy côn mà được con cá lóc này là thôi cả nhà, nó chúa một cái hụng một cái bắt tả cái tay luôn á. Nó không ra mà ngoài đồng mình kéo ha. Dạ. Vô mé không chơi. Mé có mấy cái đường mương á, nước nó sâu nó mát á. Xuống nó dựa. Nước nó nhiều rút vô mé á con. Dạ. Mình trống côn thì mình chống ở ngoài trống mà mình vô mé đâu có được, nó dướng cái dần côn. Và canh trái xù nãy giờ em nấu cũng chín rồi, giờ em cho hành vô. Hôm nay là mấy cha con ăn một món rồi cả nhà, cá rô phi với cá rô đồng, mình nấu canh với trái su, rồi có thêm chén mắm ớt nữa.
À, cô xin mời cha dùng cơm, xin mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm nha, cùng với cha con. Ủa, kêu dữ rồi. Rồi, mời cả nhà. Dạ mời cả nhà nha. Cái chuồng nó nóng quá, nóng. Dạ mời cả nhà nha. Lên nóng canh nóng nữa. Tới một chuyện rồi. Chế xù nấu lên thơm nè. Cá phi hay gì nóng 25 phút. Cá phi này lắc muối ớt anh ơi, nướng à. Lột cái dãy nó ra cái thằng ơi, nó ngon cả nhà, thịt thơm lắm. Trắng ton. Khoái chan nước canh mà gặp này không dám chan. Mới nhắc xuống không dám. Cái xuống rồi kêu củ su nữa con. Dạ, củ đâu củ vậy? Mà kêu củ su. Củ nó phải dưới đất không củ. Đấy. Chỗ này đúng yên tĩnh luôn ha. Đúng bài. Đang hiện tại đang ở giữa đồng rồi. Nhớ lại cái đề này lần đầu tiên đi ha. Thì đợt nó anh còn quay clip với anh Khang á. Chống cồn này nè. Con cá nó chúi giữa đĩa đó. Anh phóng xuống cái lúc cái đầu. Cái đĩa đó. Nó dính không? Nó dính được đâu. Chúi chạy á. Thì đâu biết cái đó là cái đĩa đâu. Dòng nước nhiều hơn này nó chảy máy mà đó với đẩy côn máy đẩy phóng xuống làm cái ủ út thôi nổi lên đi lên nhồi ngồi luôn. Bây giờ anh nói lên đây anh mới biết cái địa trên đây nè chứ thôi đâu biết đâu. Ngửi buồn bận rồi úp dạ ba. Nóng thế nào chén cơm ăn hoài không hết luôn. Cơm nóng canh nóng anh. Cá mới bắt, đồ ăn mới nấu luôn. Mình đi săn bắt này cả nhà, đem đồ nó quăng theo luôn thì nó tiện. Tại vì một ngày buổi sáng đi quay video thì chiều đăng cho cả nhà xem,
cũng muốn về nhà làm, những bữa trời mưa cũng muốn về nhà làm, hoặc là mình săn bắt xong về nhà nấu ăn, mình tắm rửa sạch đó. Nhưng mà do mà nếu mà mình quay được nửa buổi mình về nhà mà mình sẽ có nhạc này hát này kia, nên là mình không quay tiếp tục được thì bị gián đoạn, thì chiều này không có video đăng. Cho nên là mấy cha con cố gắng đem đồ theo mình nấu ăn tại chỗ luôn, được không gian yên tĩnh đó cả nhà. Người mình quay thì nó im hơn, nên là lý do là như vậy đó. Mà ăn ngoài đồng ngon nữa. Dạ. Đi nhà tắm rửa ha. Ok. Thấy đói đói cái kiếm này kìa, thảm thảm vô trước cái họn cơm ngon. Dạ. Cái này ăn xong lấy dao dọn bá dây hết. Mới dẫm văn qua rồi xong tới chiều luôn. Cái đìa này là nằm ở giữa đồng luôn á cả nhà, cho nên là rất là yên tĩnh luôn. Mấy cho con ăn xong rồi chống xuồng vô về. Xung quanh ở đây nè cả nhà, ở dưới là ao có sen á, cũng có ngó sen mọc lai gai nữa. Ở trên là có chuối, có sậy, rồi mít, cà na. Nếu mà cả nhà có theo dõi thì biết mấy cha con hay ra đây bắt chuột nè. Nhưng mà đi nhiều lần rồi chưa có chinh phục được mấy con chuột bự. Nó quá lão luyện rồi, nó quá khôn rồi. Căn vớn thì nó bò vòng qua chứ nó không có bò vô vớn. Dạ thì để cho mấy cha con tiếp tục dùng bữa, xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Hẹn cả nhà ở những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.